Thế kỷ thứ 13, Nga quốc thời Sa Hoàng bị chia năm xẻ bảy. Quân đội hùng mạnh của Mông Cổ thấy vậy phát động tấn công, muốn chinh phục triệt để vùng đất này. Nam chính Kolovat trưởng thành trong bối cảnh đó, khi còn nhỏ đã có ước mơ trở thành một chiến sĩ vĩ đại. Mỗi ngày đều tập luyện khổ cực để dùng được hai thanh kiếm một lúc. Một ngày nọ cậu không may gặp phục kích trong lãnh địa, đối phương tính toán. Sức chiến đấu rất mạnh nên đội của Kolovat rất nhanh bị tiêu diệt, chàng trai Kolovat thì bị búa xích đánh ngã. Cảnh tượng vừa chuyển nam chính bật tỉnh trong mơ, vợ anh nhắc rằng đó đã là 13 năm sau, hóa ra là do đó là cuộc tập kích bất ngờ. Đội quân Mông Cổ đó không để tâm tới Kolovat, một cậu bé sống hay chết, điều này giúp cậu nhặt về được cái mạng. Anh giờ đây là đội trưởng đội cận vệ của công tước, dạy võ và chiến thuật. Hôm đó là ngày lễ rửa tội của cháu trai công tước, phải nói rằng bản tính của họ chính là một dân tộc chiến đấu. Đứa bé sơ sinh cứ thế chơ chơ tắm giữa trời đông. Vào lúc này tiếng chuông vang lên, đó là dấu hiệu của việc có quân xâm lược. Nhìn từ trạng thái khủng hoảng của họ, có thể thấy họ sợ đội quân Mông Cổ như thế nào. Nhìn từ trên xuống quân địch đen như kiến, nhìn không thấy bờ, đánh ư dũng khí không đủ, thực không cho phép. Công tước quyết định sai người đưa lễ vật cầu hòa, đội ngoại giao bắt đầu xuất phát. Tất cả mọi người đều mong họ đem về tin tức hòa bình, nhưng mà đại quân Mông Cổ không muốn hòa bình. Chử chỉ của bọn chúng tỏ vẻ kinh thường, ngôn ngữ sỉ nhục, hoàn toàn không xem sứ đoàn họ ra gì cả. Những người dân thuộc bộ tộc chiến đấu này cũng rất ngông cuồng, rõ ràng đang ở trong địa bàn của địch, đối diện với đại hán cao cao tại thượng, nhưng một chút cũng không hề sợ hãi. Muốn chiếm lĩnh lãnh thổ của chúng tôi thì sang kiếp sau đi. Nam chính dám ngông cuồng như thế thực ra đã có chuẩn bị từ trước, đồng bọn từ sớm đã mai phục ở dưới gầm bàn. Khi quân Mông rút dao ra thì đồng đội sẽ lập bàn và nhảy ra ngoài. Phút chốc bắt đầu cuộc chiến khốc liệt với quân Mông. Sau khi liên tục giết chết vài kẻ địch, Kolovat xé rách túp lều xông thẳng ra bên ngoài. Anh ta một đao một mạng, hoàn toàn không để cho đối phương đánh trả. Nhưng nơi đây dù sao là địa bàn của quân Mông, kẻ địch càng lúc càng đông. Mấy người bọn họ sắp sửa bị đội quân bao vây, họ muốn phá vòng vây để thoát ra ngoài. Và rồi trong lúc chiến loạn, hoàng tử bất hạnh trúng tên ngã xuống. Dũng sĩ thật sự, một người đánh năm người, hãy dẫn người của chúng ta ra ngoài. Nói xong, hoàng tử đẩy nam chính ra rồi rút mũi tên sau lưng ra. Không hề quay đầu lại mà lao thẳng về phía doanh trại quân địch. Anh ta nhẫn nhịn cơn đau một đao một người, hoàn toàn dùng tính mạng mình ra để chiến đấu. Sau khi chém chết vài tên kẻ địch, hoàng tử một thân một mình giết tới trước mặt của đại tư hãn Mông Cổ. Và rồi thực sự quá đông, với sức mạnh của một người sao có thể đấu với thiên quân vạn mã. Thanh đao trong tay hoàng tử đã bị đánh rơi xuống, cuối cùng đã bị chém chết ở nơi đây. Kolovat dẫn theo tiểu đội của mình để giết chặt vòng vây, cố gắng trốn vào trong khu rừng băng tuyết. Dưới cơn bão lạnh thấu xương, cả nhóm người rét không chịu nổi. Càng tuyệt vọng hơn nữa là họ đã bắt gặp vua của rừng rậm đó, chính là gấu đen. Rất may chủ nhân của chú gấu này đã xuất hiện kịp lúc. Anh ta là một tu sĩ, gấu chiến đấu không cắn dân tộc chiến đấu. Dưới sự giúp đỡ của tu sĩ, cả nhóm đã trải qua một đêm lạnh lẽo trong hang núi. Và rồi họ hoàn toàn không biết rằng lúc này quốc gia của họ đang phải chịu thảm họa diệt vong. Những quả cầu lửa khổng lồ giống như từng mảng thiên thạch đã khiến cho cả thành phố bốc cháy dữ dội. Sau khi cửa thành bị công phá, đại quân Mông Cổ xông thẳng vào bên trong thành, bắt đầu đại khai sát giới. Những người dân vô tội bị ngựa kéo lê trên mặt đất, còn những người phụ nữ yếu đuối thì bị bọn chúng xâm hại. Công chúa nhỏ muốn chống trả lại nhưng đã bị một đao chém xuống. Hoàng hậu tuyệt vọng không cam chịu sỉ nhục, lựa chọn nhảy xuống biển lửa gìn giữ trinh tiết. Còn đối với quốc vương từng là vua của một nước, nhìn trạng thái chết của ông thật là đáng thương. Đợi ngày hôm sau, khi nhóm người của nam chính Kolovat về tới nơi thì quốc gia không còn tồn tại nữa. Trong đống hoang tàn, thi thể la liệt, cảnh tượng đổ nát khắp nơi, còn đâu nữa sự sống. Kolovat quỳ xuống dưới đất, nhặt lấy một cái còi nhẹ nhàng đặt lên khóe môi, nước mắt không thể kiểm soát mà lệ rơi xuống. Đây là nhạc khí mà vợ anh yêu thích nhất, bây giờ vợ cũng chết rồi, nhạc cũng tan nát. Nam chính đã phẫn nộ vác trên vai một sợi dây thừng, một cái, hai cái, ba cái. Sau khi cái chuông khổng lồ được treo trở lại, Kolovat đã đánh cái chuông khổng lồ. Tiếng chuông này hình như đang triệu hồi những người may mắn sống sót, cũng vừa đang định triệu hồi đội quân anh muốn trả thù. Những người đàn ông của dân tộc chiến đấu này đã bị đội thiết kỵ của Mông Cổ quàng dây thừng quanh cổ, trên mặt hoàn toàn không có chút sự sống. Quân Mông khá lên cười ha hả, nhưng giây tiếp theo thì đây không phải là chịu chết mà là sự trả thù. Kolovat trên tay cầm song đao một người, chẳng mấy chốc giết chết mười mấy tên lính Mông Cổ. Thủ lĩnh quân Mông muốn trốn đi nhưng đã muộn rồi, các chiến sĩ chạy ra từ khắp tứ phương, tiểu đội tàn dư của quân Mông đã bị giết sạch. Những dân làng may mắn sống sót đã không cảm tạ nam chính mà còn trách móc anh, người đã chọc giận quân Mông, tất cả mọi người ở đây đều sẽ phải chết. Không đợi họ chỉ trích xong thì Kolovat đã đánh lên cái chuông khổng lồ. Gia quốc đã không còn nữa, còn có thể trốn đi đâu được nữa chứ? Nếu như ngồi đây chờ chết thì rằng thủ động tấn công. Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa cho những người may mắn sống sót là những người già và trẻ em, nam chính đã phái ra vài đội đi theo ba hướng để cầu cứu tiếp viện từ nước láng giềng, bắt đầu triển khai tấn công vào đội quân Mông Cổ để trả thù. Chỉ với hơn chục người thì sao có thể địch lại hơn 10 vạn quân Mông chứ? Giờ chỉ còn dùng mưu, họ phá vỡ băng tuyết đổ thuốc độc vào trong dòng nước. Quân Mông ở dưới hạ lưu không hề biết gì đã thở phào uống nước sông này. Chẳng bao lâu sau, cả đội quân đều đau bụng khó chịu mà gục xuống.
cô Lovat đã nhìn thấy thời cơ đã chín muồi, cố ý dùng mũi tên để bộc lộ vị trí và dụ được một đội quân địch chạy tới. Quân Mông chỉ thấy Nam Chính một thân một mình không hề suy nghĩ mà lao thẳng tới, nhưng không ngờ rằng đây chỉ là kế điệu hồ ly sơn. Chỉ trong chốc lát, tiểu đội của quân Mông đã bị tiêu diệt toàn bộ. Quân Mông liên tục hai lần đại bại khiến cho Đại Hãn vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh đuổi giết tận cùng Nam Chính Cô Lovat. Nhưng không ngờ rằng nhóm người của Cô Lovat từ sớm đã trà trộn vào trại của chúng. Suốt trên đường đi, một nhóm trong số họ giả làm binh lính Mông Cổ, một nhóm khác lại giả làm sơn tinh thủy quái, nội ứng ngoại hợp tiêu diệt những tên lính canh, lấy được kho vũ khí của quân Mông. Đợi đến khi quân Mông ý thức được mọi chuyện thì đã quá muộn rồi. Nhóm người của Nam Chính sử dụng vũ khí của quân Mông tấn công lại doanh trại của chúng ngay trong đêm. Từng quả cầu lửa được ném xuống trông như mưa đại pháo, quân Mông tử thương vô số. Khi nhìn vào biển lửa trước mặt, Đại Hãn trong lúc tức giận đã thay đổi kế hoạch, hắn ta chuyển phòng thủ sang tấn công. Họ đã bắt được một gián điệp do Cô Lovat phái tới, tra tấn anh ta đến nỗi cả cơ thể không có chỗ nào là không bị thương, sau đó ném anh ta vào trong vùng đất tuyết để chờ đợi Nam Chính cắn câu. Cho dù biết rất rõ đây là cạm bẫy, nhưng Cô Lovat không thể mặc đồng đội của mình mà không quan tâm. Nam Chính đơn thân một mình chạy đi cứu người, những người đồng đội của anh đã mất mạng từ lâu rồi. Bỗng chốc, đại quân Mông Cổ lao ra như kiến và bao vây Cô Lovat tứ phía. Đối diện với kẻ thù xương máu này, Cô Lovat hét lên một tiếng thật to, rút thanh gương ra rồi lao thẳng tới. Và rồi kẻ địch thực sự quá đông, nhưng khi Nam Chính sắp sửa bỏ mạng tại nơi đây thì đột nhiên xuất hiện một cơn bão tuyết rất mạnh, khiến cho quân Mông không thể mở nổi mắt. Bỗng chốc một tiếng gầm vang lên, thì ra chú gấu đen. Chú gấu đen trông giống như con thú đang nổi điên lên, phút chốc đã khiến cho vài chục tên lính Mông Cổ bị hạ gục. Đại tướng quân địch trợn tròn đôi mắt, gương mặt trắng bệnh, vô cùng sợ hãi, nhanh chóng bỏ chạy thục mạng. Và đúng lúc này, đồng đội của Cô Lovat cũng đã chạy tới kịp lúc, giết chết hết toàn bộ những tên lính còn sót lại. Đại quân Mông Cổ liên tiếp gặp tấn bại, Đại Hãn đương nhiên vô cùng tức giận, ra lệnh điều chỉnh phương hướng tấn công của đại quân, toàn lực giết chết Cô Lovat. Ở một nơi khác, Tín Sử đi cầu cứu của nước láng giềng, hoàn toàn không có ngoại lệ, tất cả đều bị từ chối, bởi vì những vương quốc này đều hiểu rất rõ, chống lại đội thiết kỵ của quân Mông chính là tự tìm cái chết. 10 vạn đại quân Mông Cổ chuẩn bị tấn công, phía sau họ đã không thể nào có quân viện trợ, nhóm người của Nam Chính chỉ vỏn vẹn hơn chục người, khuôn mặt bọn họ không chút sợ hãi mà đứng ở trên đỉnh rồi. Bất luận để kéo dài thời gian để yểm trợ huyết mạch cho những người dân có thời gian thoát chạy, hay vì quốc kỳ gia hạn để trả thù cho những người đã chết đi cho bộ tộc, thì cuộc chiến lần này phải quyết chiến cuối cùng. Người đàn ông khoác trên người áo long bào này chính là cháu trai của Thành Cát Tư Hãn, trại Tư Hãn Ba Tư Hàn. Nhìn vào 17 người đang đứng trên đỉnh đồi đối diện, Ba Tư Hàn tỏ vẻ mặt xem thường, chỉ có 17 người đó mà dám chống lại cả 10 vạn quân ta sao, quả thực là lấy trứng chọi đá, không tự lượng sức mình. Sau khi tiếng trống chiến sự vang lên, nhóm quân Mông Cổ đầu tiên đã xuất kích, viện trợ móc cam chảo và dây thừng quân Mông leo lên núi một cách điên cuồng. Và rồi nhóm người của Cô Lovat đã có chuẩn bị từ sớm, lấy hết sức để kéo sợi dây được chôn dưới lớp băng. Một khúc gỗ khổng lồ được lăn từ trên núi xuống, nhóm người của Cô Lovat lao thẳng tới trước, hét thật lớn lên, dưới khí thế quyết chí chiến đấu tiến lên. Không ngờ không kẻ địch nào dám hành động. Sau khi tiếng tiếp tục vang lên, nhóm quân Mông Cổ thứ hai tiếp tục phát động, vô số mũi tên bắn về phía đỉnh đồi. Nhóm người của Cô Lovat nhanh chóng giơ khiên lên che chở. Vào lúc này tiếng trống được vang lên lần nữa, nhóm quân Mông Cổ thứ ba đã xuất phát, kẻ địch leo đỉnh đồi rút thanh đao ra chuẩn bị tư thế. Chẳng mấy chốc một cuộc chiến khốc liệt được diễn ra, chỉ trong thời gian ngắn chân tay bị cắt rời, đại tướng quân địch giơ cao thanh đao lên trả giết Cô Lovat, nhưng đã bị Nam Chính dùng song đao phản lại. Sau đó một đao chém rơi thủ cấp tướng quân, 17 dũng sĩ liều mạng chống đỡ quyết chiến tới cùng, đã thành công ngăn được 3 đợt tấn công và hoàn toàn không để quân Mông tiến lên bước nữa. Giây phút này ngay cả một người cao tại thượng như Ba Tư Hàn cũng phải lo sợ. Anh đã phái một người đến chân núi hét to lên, hỏi Cô Lovat rốt cuộc muốn gì. Muốn mạng của các ngươi, giỏi thì cứ tới đây giết đi. Cuối cùng Ba Tư Hàn đã hoàn toàn bị chọc giận, chuẩn bị xe ném đá. Cuối cùng quân Mông Cổ đã đẩy ra vũ khí cuối cùng của họ, xe ném đá. Giây phút này khuôn mặt của các dũng sĩ vẫn không hề sợ hãi mà ngược lại cười một cách ngạo mạn. Từng tảng đá khổng lồ được bắn về phía họ, trông giống như quả đại pháo được bắn tới tấp, vô cùng thảm thương. Và đợt tấn công lần này nhóm người Cô Lovat đã không còn sức để chống trả nữa, từng dũng sĩ từng người một ngã xuống. Nhưng trước khi chết cuối cùng, họ đã nhìn thấy con thuyền đang từ đi ra xa trên dòng sông. Con thuyền đó chở đầy những đứa trẻ sống sót còn lại của bộ tộc, là con thuyền tượng trưng cho nay mai và niềm hy vọng. Khi mở mắt ra lần nữa, Nam Chính dường nhìn thấy người thân mình đã qua đời trước mặt. Anh cởi bỏ áp giáp ra rồi kéo lê thân thể của mình từng bước xuống đồi. Binh lính Mông Cổ lần lượt lui về sau, không có một ai dám tiến lên phía trước. Nam Chính bị trọng thương cố gắng chống đỡ cơ thể đầy thương tích, nhưng cuối cùng anh cũng đã ngã gục xuống. Tôi tên là Cô Lovat.
Anh dùng ý thức cuối cùng của mình để chơi hăm vị vua ở vị trí cao tại thượng này, khiến cho vị đại hãn Ba Tư Han phải quỳ xuống trước mặt cơ thể của anh. Bây giờ thì ngươi đã quỳ xuống rồi, cuối cùng nam chính Kolovat cũng đã chút hơi thở cuối cùng của mình. Nếu như đây chính là chiến sĩ của ta thì chắc chắn là người ta xem trọng nhất. Ba Tư Han đã không ngạo mạn nghiền nát xương cốt của anh thành tro bụi, mà ngược lại anh ta đã chôn cất anh thật tử tế bằng lễ nghi cao quý nhất dành cho bậc anh hùng. Luôn luôn cho cuộc chống trả không ngừng xứng đáng được tôn kính. Cho dù 17 người trong nhóm người của Kolovat đã ngã xuống, nhưng tiết khí thà chết không chịu lùi bước của họ đã lay tỉnh sự phản kháng của các dân tộc, đã mang tới ánh sáng và niềm hy vọng cho những chiến sĩ vì giữ hòa bình. Nhưng dũng sĩ như thế thì sao có thể lãng quên được cơ chứ? Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Mọi người thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để Vân Anh biết nhé. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye!